Trong dân gian, ba kích được coi là loại dược liệu vô cùng quý hiếm và bổ dưỡng với tác dụng cải thiện sinh lý cho các quý ông rất hiệu nghiệm. Một trong những cách sử dụng ba kích đơn giản và đạt được tác dụng nhanh nhất đó là ngâm ba kích với rượu. Trong bài viết hôm nay, trakuyoglu.vn sẽ hướng dẫn các bạn ngâm rượu ba kích như thế nào cho đúng để đạt hiệu quả cao nhất và an toàn nhất. Sơ chế củ ba kích sạch sẽ trước khi ngâm rượu ba kích. Tác dụng của rượu ba kích ngâm rượu là gì? Theo các nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học đã tìm thấy trong ba kích có nhiều nguyên tố vi lượng rất có lợi cho sức khỏe. Trong ba kích có anthrax leucoxid, các tr và các chất vô cơ như là K, Na, Mg, Fe, Q, Zn, tinh bột, đường, vitamin C. Các hoạt chất này có tác dụng tăng cường chức năng sinh lý cho nam giới. Y học cổ truyền, dân gian truyền tai nhau hay nhắc đến tác dụng của ba kích, nhất đó là cải thiện sinh lý nam giới, tráng dương, bổ thận, giảm chứng mộng tinh, chi tinh, kiện cân cốt, đau lưng do phong hàn đi đứng khó khăn. Đối với phụ nữ, ba kích có tác dụng trị chứng tử cung lạnh, kinh nguyệt không đều, nhất là phụ nữ thời kỳ mãn tính. Xem thêm, tác dụng của rượu ba kích. Ngâm rượu ba kích như thế nào an toàn, hiệu quả nhất? Ngâm rượu ba kích tươi thế nào? Ngâm rượu ba kích tươi là phương pháp tối ưu nhất để phát huy hết tác dụng của ba kích. Đây cũng là phương pháp được áp dụng từ lâu trong dân gian từ ngàn đời xưa. Ngâm rượu ba kích như thế nào để an toàn và hiệu quả? Chuẩn bị nguyên liệu để ngâm rượu ba kích. Ba kích tươi, 1 kg, ba kích tím hoặc ba kích trắng. Rửa sạch củ ba kích để ráo hết hẳn nước, dùng tay tốt bỏ hết lõi củ ba kích, chỉ lấy phần thịt. Việc rút lõi sẽ khiến bình rượu ngâm có vị ngon hơn. Là để lõi, bình rượu chọn bình thủy tinh có nắp đậy. Rượu chọn loại rượu trắng, ngon rượu 40 độ. Cách ngâm rượu ba kích thế nào cho an toàn, hiệu quả? Rửa bình rượu sạch, tráng qua lượt nước nóng và ướp khô, ráo cho thịt củ ba kích vào bình thủy tinh, rồi đổ phần rượu đã chuẩn bị lên. Tỷ lệ 1 kg ba kích tương ứng với 3-4 lít rượu. Đậy kín nắp lại. Nếu cẩn thận, bạn có thể sử dụng túi bóng buộc kín phần nắp lại. Lưu ý, khi ngâm rượu ba kích tươi, ngâm ba kích được 20 ngày, nên mở nắp khuấy ba kích lên cho đều và đóng kín bình rượu lại. Ngâm khoảng 60 ngày là dùng ngâm rượu ba kích trong mùa hè. Nhiệt độ ngoài trời cao, chỉ ngâm rượu 20 ngày rượu đã chuyển sáng tím. Nếu ngâm rượu ba kích vào mùa đông thì mất khoảng 60 ngày rượu mới ngấm chuyển sang màu tím. Thời gian ngâm rượu để ngon và chất lượng tầm 2 tháng trở lên. Nhưng nếu để ngâm càng lâu, trên 3 tháng, rượu sẽ đậm màu, thơm ngon hơn. Nếu hạ thổ thì nên ngâm trên 200 ngày với rượu có nồng độ từ 47-50 độ. Xem thêm, cách sơ chế củ ba kích. Ngâm rượu, rượu ngâm ba kích thơm ngon, có thể sử dụng ngâm rượu ba kích khô thế nào? Các bước chuẩn bị ngâm rượu ba kích khô thế nào? 1 kg ba kích khô. Thường ba kích khô đã được làm sạch lõi sẵn, sao ba kích khô lên, vặn nhỏ lửa sau 15 phút rồi để nguội bình ngâm ba kích. Chọn bình thủy tinh hoặc bình sứ có nắp đậy, rửa sạch bình để khô, ráo 8-9 lít rượu ngâm ngon. Rượu trắng có nồng độ 40 độ. Cách ngâm rượu ba kích khô. Ngâm rượu ba kích khô theo quy tắc 1 kg ba kích khô 8-9 lít rượu cho ba kích vào bình, đổ rượu đã chuẩn bị vào, đậy kín bình trong thời gian ngâm trên 3 tháng là có thể sử dụng được. Tốt nhất ngâm càng lâu rượu càng ngon. Lưu ý, khi ngâm rượu ba kích khô, rượu ba kích khô ngâm lên không có màu tím như rượu ba kích tươi. Tuy nhiên chất lượng rượu không ảnh hưởng gì. Xem thêm, hướng dẫn cách ngâm rượu ba kích thơm ngon. Cách sử dụng rượu ngâm ba kích. Sử dụng rượu ngâm ba kích chia đều 2 bữa, mỗi bữa chỉ uống 1 chén rượu nhỏ thì sẽ phát huy hết công dụng của rượu ngâm. Không nên dùng quá liều, chỉ nên dùng từ 100-150 ml mỗi ngày. Đối với những người không quen với vị của rượu ba kích, có thể cho thêm 1-2 chén mật ong nhỏ vào bình rượu cho dễ uống hơn. Trên đây là toàn bộ hướng dẫn cụ thể chi tiết cách ngâm rượu ba kích như thế nào cho an toàn, hiệu quả nhất. Các bạn có thể tham khảo thực hiện cách ngâm rượu ba kích như trên, bạn có sẽ bình rượu ba kích thơm ngon, an toàn, hiệu quả nhất. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì về cách ngâm rượu ba kích, bạn có thể liên hệ qua số tổng đài tư vấn. Ngoài ra, nếu muốn tư vấn 18.6521 hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết, Tra Cứu Dược Liệu sẽ giải đáp những thắc mắc. Bạn có thêm những thông tin đáng tin cậy, hoặc các bạn có thể tìm mua củ ba kích tiến trực tuyến qua Thuốc Nam Online để được giải đáp và tư vấn tận tình.
có rất nhiều sản phẩm uy tín giúp tăng cường sinh lý, bồi bổ sức khỏe mà bạn có thể chọn lựa. Let's Love Act. Bye.